Ok, giờ xin chào tất cả mọi người. Chào mừng tất cả mọi người đến với kênh của Quyết Bắc Giang. Chuyên động cơ xe máy và phụ tùng xe, 2 bánh, 3 bánh, 4 bánh, cũng như là thiết bị tổng hợp tất cả các thể loại. Mọi chi tiết các bạn liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình là 0364011683. Thì hôm nay lên cho tất cả mọi người là mẫu máy Super Cub 125cc. Đây thì sau đây em sẽ vào giới thiệu luôn chi tiết cái con máy. Thì bác nào muốn có nhu cầu mà sử dụng thì liên hệ trực tiếp em. Đấy, ok, thì đây em sẽ quay chi tiết về cái phần tổng quan, ngoại quan về cái con máy trước thì mọi người có thể quan sát và theo dõi được. Đấy, quay sát gần này. Đấy, tổng quan con máy đây. Thì form máy thì cực đẹp rồi. Các bác lắp cúp 81, 82 rồi các mòng xe cúp là được hết. Thì cái loại này thì em có đầy đủ các phiên bản máy cúp nhá. Từ cúp không đề này, cúp đề gầm này, cúp đề nằm dưới này, và như hiện tại đây là mẫu cúp đề trên đồng nhôm. Cúp đề trên đồng nhôm nhé. Thì cái mẫu này thường lắp nó cúp 81, 82. Đấy. Và anh em độ lên. Dung tích xi lanh của nó là 125cc. Sau đây em sẽ quay chi tiết về cái con máy này cho tất cả mọi người có thể quan sát và theo dõi được. Đầu tiên đây, nhất là dung tích xi lanh của nó 124 này. Các bác về lắp lên thì máy bao lực bao mạnh rồi, và này chạy tuyệt vời nhá. Các bác nào xe mà cảm giác máy yếu rồi, cũ rồi thì có thể thay con máy này. Về độ lên các bạn học sinh ấy, thì có thể mua cái con này về lắp lên xe thì như zin luôn. Máy thì bao đẹp rồi, nòng thì nòng nhôm nhá. Quay chi tiết máy, từng vách máy, đường keo sợi chỉ máy này. Máy thì bao đẹp rồi, các bác độ cúp thì tuyệt vời nhá. Về phần số máy là 4 số tròn. Phụ kiện đi kèm máy thì bao gồm có cần đạp, cần số, co xăng và bộ chế hoa khí, hay còn gọi bình xăng con đấy. Giá trong một cái con máy này nó là 3.800.000 đồng cho một cục máy, giá quá hạt rẻ luôn. Thông thường ghế bác về bác làm một con máy mà để chạy ngon ấy, thì phải mất tầm 2 triệu. Đấy, các bác mua cục máy này giá chỉ 3.800.000 thôi. Máy thì bao lực, bao bền, bao mạnh, và các bác gác lên là chạy thì tua thì quá tuyệt vời rồi. Đấy, mọi người xem này, nhất củ đề mới này. Đấy, vách máy này, chi tiết là hàng đúc khuôn nhá, chi tiết cực kỳ sắc sảo rồi. Đấy, hàng Đài Loan, hàng bọn em nhập khẩu nhá. Nhông xích, nhông tải đây, nhông tải 17 hệ thống quay zim nhá. Đấy, đầu nòng này, đầu bò này. Nói chung cái con này em bán cách đây khá lâu rồi, 3-4 năm rồi, được anh em sử dụng khá là nhiều và tin tưởng nên là em nhập cái số lượng lớn. Đấy, phục vụ cái nhu cầu của tất cả mọi người. Đấy, anh em chạy chợ mà cảm giác máy yếu thì có thể sử dụng máy này, hoặc là các cháu, các bạn học sinh cũng có thể lắp con máy lên chạy nhá, bảo tua quá mạnh rồi. Đấy, kèm có buji này, về gác lên máy cúp thì chỉ phải chạy thôi. Đấy, 2 lỗ sườn này nhá, ngoài máy cúp ra có thể lắp được tất cả các dòng xe Honda như Way, Jim, Cup, Win là có thể lắp được hết, được chưa? Đấy, các bác nhớ đăng ký theo dõi kênh nhé. Thì trong những cái video tiếp theo em sẽ test cái dòng máy này, đúng chất lượng, bảo tua như thế nào để mọi người có thể xem và quan sát được, theo dõi được. Đấy, thì mọi người có nhu cầu liên hệ trực tiếp số điện thoại đây nhá, là 0364011683 hoặc 0983198883 nhé. Mọi người nhớ đăng ký theo dõi kênh nhá. Rồi, ok, rồi xin chào tất cả mọi người.